Đội tuần quay xin anh chào quý khán giả đến với một thời sự trong tuần của Little Sài Gòn TV trong bài viết của tác giả Ngô Nhân Dũng. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, trong số 1 tỷ 4 triệu người Trung Hoa, không chắc có trăm ngàn người biết đến tên Nancy Pelosi. Và trong số đó, họa may chỉ có mấy chục ngàn biết bà này là chủ tịch của Họa viện Hoa Kỳ. Số người biết đến bà có thể lên thay ông Joe Biden sau bà phó tổng thống chắc chỉ có một vài ngàn người bỗng dưng cả nước tàu trong lục địa biết đến tên Nancy Pelosi. Chỉ nhờ gồm máy tuyên truyền, ngoại giao và quân sự làm ồn ào lên án phi lạc Tây phiên âm tên là Pelosi đọc theo lối Hán Việt. Họ coi đây là một hành động khuyến khích Đài Loan độc lập, xâm phạm vào chủ quyền của Trung Quốc. Trước khi bà Pelosi bay tới Đài Bắc, thì ông Trịnh Lập Kiên là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nổi tiếng nói là sói chiến đấu đã viết trên báo Nhân dân rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ quyết liệt để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Gần 3 triệu người vào mạng đọc này và theo báo từ New York Times, ông dọa rằng quân đội nhân dân sẽ không ngồi yên. Và ngày hôm sau, ông Hồ Tích Tiến, nguyên chủ bút của tạp chí Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản, đã đề nghị bắn rớt chiếc máy bay chở bà Pelosi đến Đài Loan. Ông ta kêu gọi 25 triệu người vẫn theo ông trên mạng vi báo, tức là Weibo, và nuôi căm thù những kẻ địch. Và chúng ta sẽ đánh trả mạnh mẽ bọn Mỹ và Đài Loan, và chúng sẽ phải hối hận nguyên văn. Khi mà bà Pelosi đã tới Đài Loan rồi, thì mạng cá nhân của ông Hồ Tích Tiến trên Weibo bị tràn ngập vì nhiều người đã vào để mà chế nhậu. Có người ký tên là Kharky02 đã viết, nếu tôi là ông, tôi sẽ mắc cỡ từ nay không dám hó hấy nói một lời nào nữa cho đến ngày thống nhất được Đài Loan. Cùng ngày với ông Hồ Tích Tiến, thì Bộ Chỉ huy Quân khu miền Đông, trong đó bao gồm cả Đài Loan, đã đưa lên Weibo lời hứa hẹn là sẽ chung vùi đám quân xâm lược hàng triệu người bấm nút thích câu này. Trong đám hơn 47 triệu người vào coi các video chiếu cảnh đạn bay bom nổ. Qua đến ngày thứ Năm 28 tháng 7, cơ quan thông tấn của Bắc Kinh thuật lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Joe Biden qua điện thoại, khuyên nước Mỹ không nên đùa với lửa. Thấy rồi, đến ngày 2 tháng 8, bà Nancy Pelosi bay tới Đài Loan hạ cánh an toàn. Không bị bắn hỏa tiễn, không thấy chiến đấu cơ bay lên ép phải chuyển hướng phản ứng mạnh nhất của Trung Cộng là đưa không quân, hải quân tới vây quanh hòn đảo suốt mấy ngày. Nhưng một cuộc chiến biểu dương sức mạnh chỉ diễn ra sau khi bà Pelosi đã bay đi rồi. Dân ở trong lục địa cảm thấy rất là mất mặt. Chính quyền Cộng sản cũng mất mặt. Tập Cận Bình cũng mất mặt. Và cả nước mất mặt. Lâu nay, dân Trung Hoa ít khi dám công khai chỉ trích nhà nước, trừ các quan chức địa phương. Nhưng mà lần này thì nhiều người đã lên tiếng trên các mạng xã hội họ tấn công thẳng vào uy tín của chính quyền trong một thời gian khi chưa bị kiểm duyệt đục mất. Và một người viết trên mạng Weibo nói thẳng, mất mặt quá, và khuyên nếu không đủ sức thì đừng có dọa dùng vũ lực. Cũng trên Weibo, theo bài báo của Di Huynh, trở trên New York Times ngày 4 tháng 8, 2022, một người đã chế nhạo khi Trung Quốc nói cực lực lên án hay long trọng tuyên bố những chữ này chắc chắn chỉ dùng để nói với đám dân đen chúng tôi thôi. Và rồi giống như người Việt Nam hay nói, ác với dân, hèn với giặc cũng viết thêm, khi cai trị dân thì cứng rắn, đối với nước ngoài thì hèn nhát và kết luận hoàn toàn thất vọng. Bên cạnh nỗi tức giận là tâm trạng hổ thẹn, của người xưng là đảng viên nói cảm thấy quá ư là xấu hổ sẽ xin ra khỏi đảng, còn một cựu quân nhân thì cũng đã viết tức quá ngủ không nổi và nói rằng từ nay ông sẽ không bao giờ kể kinh nghiệm cuộc đời chiến đấu của mình với ai nữa. Những lời tâm sự này xuất hiện ở trong Weibo rồi, dĩ nhiên là bị cắt đi một trang mạng của Bộ Quốc phòng của Trung Cộng đã trở thành mục tiêu cho độc giả tỏ thái độ bất mãn, dù họ vào chỉ được coi các video chiếu cảnh quân đội tập dượt. Li Duân kể rằng có người so sánh quân đội nhân dân với đội tuyển bóng đá của nước Tàu. Từ năm 1957, đội tuyển quốc gia Trung Quốc chỉ đủ điều kiện để tham dự giải bóng tròn thế giới World Cup đúng một lần, tức là 2002. Sau 3 trận không làm được bằng nào, thua Costa Rica 2 bàn, thua Brazil 4 bàn, thua Thổ Nhĩ Kỳ 3 bàn và đã bị loại ngay ở vòng đầu. Có độc giả đã ngỏ lời khuyên giải phóng quân đừng có biểu dương chung quanh đảo Đài Loan nữa để tiết kiệm xăng nhớt. Còn một người góp ý kiến, đúng, giá xăng dầu đang lên cao quá. Có ý kiến trên mạng dám nói thẳng, chính quyền không xứng đáng cai trị những người dân đã đợi bao nhiêu ngày giờ chờ chứng kiến, kiến lịch sử diễn ra trước mắt của mình. Và có người thì mỉa mai, đại cường quốc đúng là khôi hài. Những lời phê bình, than thở và nhạo báng của các công dân mạng cho thấy bộ máy tuyên truyền của công sản Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại. Tập cận bình đã cổ vũ tự ái dân tộc của người Trung Hoa, gợi lại nỗi nhục của người Trung Quốc trong thế kỷ thứ 19, tố cáo Mỹ bao vây Trung Quốc, để hướng mọi nỗi bất mãn về kẻ thù ở bên ngoài. Tập cận bình khoe Trung Quốc mạnh mẽ hùng cường và sẽ đứng đầu trên thế giới. Và bây giờ dân Trung Quốc cảm thấy xấu hổ hơn. Chương trình phục hưng quốc gia 2049 của Tập Cận Bình bao gồm cả việc thống nhất Đài Loan. Ông này nói rằng mục tiêu đó không thể trì hoãn vô thời hạn, nhưng mà đối với Tập Cận Bình, mục tiêu quan trọng nhất là củng cố quyền lực của mình. Cuộc họp Trung ương Đảng trong tháng này, chuẩn bị cho đại hội đảng vào tháng 11 sắp tới, sẽ đưa ông lên làm chủ tịch thêm 5 năm nữa và có thể kéo dài vô hạn định. Tập Cận Bình đang ở thế lưỡng nan, một mặt là phải đóng vai người hùng trước mắt của người dân mặt khác lại phải tránh không gây một cuộc chiến trước ngày họp đại hội, nhất là một cuộc chiến không thể nào thắng. Chiến tranh Ukraine là một bài học Tập Cận Bình phải suy ngẫm Và Vladimir Putin tưởng rằng sẽ đánh chiếm được Ukraine ngay trong một tuần lễ, bây giờ đang xa lầy trong một cuộc chiến dai dẳng không biết bao giờ ngưng, mà càng ngày càng kéo dài thì lại càng bất lợi. Hai tuần sau khi bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan, một phái đoàn dân biểu của Hoa Kỳ, bốn dân chủ, một Cộng hòa lại mới theo chân của bà qua thăm Đài Bắc. Trung Cộng lại dọa là sẽ biểu diễn không quân, hải quân một lần nữa rồi sẽ ngừng. Tập Cận Bình chấp nhận bị mất mặt. Dân chúng Trung Hoa cũng đành chấp nhận. Báo New York Times kể chuyện một nhà văn Trung Quốc đi thăm Ba Lan mấy tháng mới về. Ông viết trên trang mạng WeChat bàn về kinh nghiệm Nga đang thất bại ở Ukraine. Ông bảo, mọi người nên mừng rằng đêm thứ ba vừa rồi, tức là ngày mà bà Nancy Pelosi đến Đài Bắc, không xảy ra chuyện gì hết. Quý vị được tiếp tục sống bình thường, trả góp tiền nợ mua nhà, sáng mai tới sở đi làm, thử test coi bị Covid không và tiếp tục sống. Hãy cầu nguyện và mừng cho chính mình và những người thân của mình vẫn còn sống nguyên thoát một cơn bão tố. Tập Củng Bình cũng đang cầu nguyện như vậy để được bình yên leo lên ngôi hoàng đế. Các công dân mạng ở Trung Quốc cảm thấy nhục nhã và nổi giận là đúng, nhưng rồi họ cũng sẽ quên, sống dưới cái ách cường quyền mãi cũng thành quen người Trung Hoa đã từng sống dưới chế độ hà khắc của người Mãn Châu từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 20 cũng như vậy. Quý vị vừa theo dõi một thời sự trong tuần của Little Sài TV qua bài viết của tác giả Ngô Dân Dụng trình bày trước máy độ tân khoa. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình kỳ tới.